Khi ấy Đức Giê-xu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên, chúng ta cùng với Hội Thánh Việt Nam hôm nay long trọng mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Thưa quý ông bà, anh chị em, thánh lễ hôm nay đỏ một màu máu, máu của hơn 100.000 anh hùng tử đạo, máu của 117 vị tử đạo đã được tôn phong hiển thánh, máu ngập tràn chảy suốt hơn 3 thế kỷ truyền giáo tại Việt Nam. Có điều máu lênh láng nhưng không tanh tưởi, bởi không phải là thứ máu oan khốc, nhưng máu đẹp như những cánh hoa vì phát xuất từ tình yêu cao quý. Máu dường như tỏa hương thơm bởi khơi nguồn từ những trái tim chan chứa yêu thương. Máu không gây ghê tởm nhưng gợi lòng kính trọng. Máu không tạo hận thù nhưng vực dậy yêu thương. Đó là những dòng máu làm chứng cho tình yêu. Thứ nhất, đó là tình yêu đối với Thiên Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ, lòng tin của các ngài được biểu lộ trong những hành vi, không phải là những hành vi cuồng tín, nhưng được diễn tả trong thái độ chứa chan yêu thương. Các ngài đã nhận biết Chúa, các ngài yêu mến Chúa tha thiết, đã cảm nhận được tình yêu của Chúa, các ngài mong muốn được đáp đền tình yêu ấy. Tình yêu của các ngài là tình yêu hy sinh, nên các ngài đã từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc sống yên ổn, danh vọng tiền tài, gia đình sự nghiệp và kể cả mạng sống của mình. Thánh Hồ Đình Hy sẵn sàng chịu mất chức, từ bỏ triều đình. Thánh Tô Ma Thiện vui lòng dâng hiến tuổi xuân xanh với những lời hứa hẹn chức quyền của vua quan. Hay Thánh Nữ Anne Lê Thị Thành mạnh dạn từ bỏ gia đình êm ấm với những đứa con ngoan thật dễ thương. Tất cả các ngài đã từ bỏ vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu của các ngài còn là một thứ tình yêu chung thủy, thưa cộng đoàn. Nhà cầm quyền thời đó đã dùng mọi hình phạt dã man để khủng bố tinh thần các thánh tử đạo, nhưng các ngài đã anh dũng chịu đựng vì Chúa. Trong bài đọc 2, cộng đoàn chúng ta nghe Thánh Phaolô viết trong thư của ngài: không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, dẫu là gian truân, khổ cực, bắt bớ, gươm giáo. Vâng, quả vậy, không có gì, không có hình phạt nào có thể tách rời các thánh tử đạo ra khỏi tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy xem một số hình phạt rất là man rợ và bất công thời đó. Sự trảm nghĩa là bị chém đầu, chết cách này có 75 vị. Thiêu sinh nghĩa là bị thiêu sống, chết cách này có 6 vị. Lăng trì nghĩa là bị chặt chân chặt tay trước khi chém đầu, chết cách này có 4 vị. Sự giảo nghĩa là bị tròng dây vào cổ và bị lý hình kéo hai đầu dây cho đến khi đầu lìa khỏi thân, chết cách này có 22 vị. Chết rũ tù nghĩa là bị tra tấn, bị hành hạ đủ cách đủ kiểu rồi bỏ đói cho tới khi kiệt sức và chết gục trong tù, chết cách này có 9 vị. Bá đao nghĩa là bị lý hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể thành 100 miếng, rất là dã man, hay chúng ta còn gọi là tùng xẻo, cứ mỗi một tiếng trống lại xẻo một miếng thịt cho đến khi thành 100 miếng, và chết cách này có 1 vị. Dù đau đớn với những cực hình như vậy, các ngài vẫn thủy chung yêu mến Chúa đến cùng. Quả thật,
các ngài đã yêu mến Chúa khi bình an, các ngài càng yêu mến Chúa trong những gian nan thử thách. Đó là tình yêu đối với Thiên Chúa. Và thứ hai, chúng ta chiêm ngắm tình yêu của các ngài đối với thai nhân. Thưa cộng đoàn, cái chết của các thánh tử đạo minh chứng một tình yêu vô biên đối với thai nhân. Các ngài không chỉ yêu mến Chúa mà còn yêu thương thai nhân, yêu mến gia đình của mình, yêu quê hương, dân tộc, đất nước này. Các ngài đã nhận được gia sản đức tin là sự sống đời đời, nên các ngài đã trung kiên gìn giữ đức tin ấy và muốn truyền lạt lại đức tin là gia sản quý báu ấy cho con cháu của mình, cho mọi người trên đồng bào quê hương của mình. Nhưng giờ đây đời sống đức tin bị thử thách, các ngài đã chấp nhận cảnh máu chảy đầu rơi để minh chứng cho một tình yêu cách mãnh liệt hơn. Thánh Stefan Noven đã trả lời với quan tổng trấn rằng: "Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu có quý báu đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua." Tình yêu thương của các ngài lan tới cả những lính gác, canh tù và lý hình. Các ngài đã noi gương thầy chí thánh Giêsu để ôm lấy tất cả, tha thứ tất cả, ngay cả cho những kẻ giết hại mình. Như thế, ta thấy tình yêu của các ngài xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa, nên rộng rãi tỏa lan tới mọi người và mọi nơi các ngài sinh sống. Tình yêu ấy là tình yêu nguyên tuyển, nên các ngài không biết đến sự thù ghét. Tình yêu ấy được ví như là những bông hoa vẫn tỏa hương thơm trong tay kẻ vò nát nó. Tình yêu ấy cũng giống như là loài gỗ quý vẫn phà hương thơm cả đến chiếc rìu bổ vào nó. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ngày lễ hôm nay ta học được gì nơi các bậc tiền bối của chúng ta? Thưa, đó là làm chứng cho tình yêu. Trong hoàn cảnh hiện tại, ta không được phúc từ vì đạo, nhưng ta vẫn đang sống vì đạo. Ta vẫn có thể noi gương các thánh tử đạo Việt Nam để làm chứng cho đạo Chúa bằng lời ăn tiếng nói, bằng lối sống, bằng cách cư xử của chúng ta hàng ngày với anh chị em xung quanh. Nếu ta không được chết cho tình yêu, ta vẫn có thể sống cho tình yêu. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã chết vì yêu thương chúng ta và để cứu độ chúng ta. Như lời người đã nói, không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Các thánh tử đạo đã hiểu lời ấy và các ngài đã đáp lại bằng việc hy sinh mạng sống, hiến dâng cho Chúa để minh chứng cho tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Đó là tình yêu cao quý hơn mọi sự cao quý. Còn chúng ta có yêu mến Thiên Chúa và anh chị em của mình, noi gương như các thánh tử đạo bậc tiền bối của chúng ta không? Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin chúc lành cho quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu. Xin chúc lành cho tất cả chúng con là con cháu của các ngài, để chúng con cũng biết sống cho Chúa, chết cho Chúa và sống cho anh chị em, chết cho tha nhân. Amen. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em.